Hồng Hà và Mai Tuấn cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và sau đây là bản tin đầu về thế giới sẽ được Hồng Hà gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, Iran tuyên bố không đối thoại với Mỹ dưới áp lực. Iran sẽ không bao giờ tổ chức đàm phán với Mỹ dưới áp lực. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 9 vừa qua. Nhưng ông cho biết nếu Mỹ dỡ bỏ mọi chế tài lên Tehran và tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì có thể mở đường cho các cuộc thảo luận. Câu trả lời của chúng tôi với các cuộc đàm phán dưới áp lực là không. Ông Rouhani nhấn mạnh và cảnh báo rằng Iran có thể bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu các cường quốc châu Âu không cứu vãn được hiệp ước ấy. Chúng tôi cam kết với thỏa thuận hạt nhân đó, nhưng sự kiên nhẫn của Iran có giới hạn. Tổng thống Iran nói, ngoài ra, Tổng thống Iran còn yêu cầu Mỹ chi trả thêm cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt ngoài thỏa thuận hạt nhân 2015. Ông Rouhani cũng cước từ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lúc đôi bên có mặt ở New York tuần này, nhân cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đồng thời cũng khuyến cáo lãnh đạo thế giới rằng vùng vịnh đang trên bờ vực bốc hỏa. Về tin cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac vừa qua đời, có lẽ rất nhiều người Việt Nam chúng ta đều biết đến ông Jacques Chirac. Bản tin cho hay là cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, người Tổng thống, hay nói một cách khác, người đã thống trị chính trường Pháp trong nhiều thập niên, vừa qua đời hôm 26 tháng 9, ở tuổi 86. Hãng tin Reuters đã dẫn lời con rể của cựu Tổng thống Pháp, đó là ông Frédéric Salat-Barrouch, nói rằng ông Chirac đã thanh thản ra đi bên những người thân. Hạ viện của Pháp đã dừng họp để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ ông Jacques Chirac. Trong khi đó, thì Tổng thống Pháp hiện nay là ông Emmanuel Macron đã hủy một sự kiện và dự kiến sẽ phát biểu trên truyền hình cuối ngày 26 tháng 9. Ông Jacques Chirac làm Tổng thống Pháp từ năm 1995 tới năm 2007. Và theo chân ông Charles de Gaulle, ông Jacques Chirac đã tìm cách nâng vị thế của Pháp trên trường quốc tế. Hãng tin Reuters còn cho biết thêm rằng ông đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc khi phản đối cuộc xâm chiếm Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo lúc bây giờ, đó là năm 2003. Quay sang nước Anh. Anh đang di tản công dân trong vụ Thomas Cook phá sản. Dù các Anh mua dịch vụ trọn gói của hãng du lịch lữ hành Thomas Cook và phi hành đoàn của hãng này đang được phép rời khỏi Cuba, cơ quan quản lý hàng không dân dụng CAA đã nói. Các chuyến bay chở người rời đi đã được thu xếp với sự hỗ trợ của đại sứ Anh tại Cuba, cơ quan này cho biết như vậy. Du khách nói họ đã bị ngăn cản, không được cho rời khỏi khách sạn, trừ phi phải trả thêm tiền. Một du khách có tên là Sue Petro, người lẽ ra đã đi về sau khi kết thúc kỳ nghỉ, nói rằng khách sạn của cô nói cô sẽ bị giữ lại tại sân bay, trừ phi cô trả hết các hóa đơn. Phi hành đoàn của hãng Thomas Cook cũng nói họ bị giữ làm con tin bởi các nhân viên an ninh tại một khách sạn. Tuy nhiên, Deirdre Hutton, chủ tịch CAA đã nói với BBC, vấn đề đã được ngài đại sứ giải quyết trong đêm và chuyến bay từ Cuba đang trên đường trở về. Đây là một tin tốt. Đây cũng là một ví dụ vì sao mà chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với Bộ Ngoại giao. Nói về hồ sơ Brexit, bản tin cho biết là Thủ tướng Boris Johnson dọa giải tán Quốc hội Anh. Phán quyết của tòa án tối cao chống quyết định treo giò nghị viện có thể làm thay đổi cục diện chính trị tại Anh Quốc hiện nay. Trong khi đó, thì Thủ tướng của Anh Quốc là ông Boris Johnson phải khẩn cấp bỏ phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để trở về London, chuẩn bị đối phó với tình hình mới. Quốc hội Anh họp trở lại vào hôm sau 25 tháng 9 trong khi thế trả đũa ông Boris Johnson. Lãnh đạo công đảng khai hỏa đầu tiên đã kêu gọi ông Boris Johnson xin lỗi nữ hoàng và dân chúng rồi từ chức. Đắc thắng trong cuộc đọ sức với chính phủ, các dân biểu Anh đã trở lại nghị trường bừng bừng khi thế chống lại ông Boris Johnson. Họ sẵn sàng quần thảo chính trị với thủ tướng này và không thiếu cơ hội buộc ông phải trả giá.
Ông Boris Johnson đã bác bỏ những lời kêu gọi từ chức và tiếp tục kiên trì đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu vào đúng thời điểm 31 tháng 10, cho dù có thỏa thuận hay là không. Khẳng định phán quyết của tòa án tối cao là sai lầm, nhưng ông cam kết tôn trọng phán quyết này. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh cảnh báo là ông vẫn không đổi hướng Brexit như đã trình bày với nữ hoàng. Và thưa quý khán giả, cũng nhân bản tin này thì cái thái độ của ông Boris Johnson, nhiều giới phân tích của Anh Quốc cho biết là họ cũng rất khó chịu, bởi vì cái thái độ của ông cũng gần như là nói cứ nói và nói đại và không cần đến quốc hội, thì cái đó đã làm cho quốc hội khó chịu. Ngay cả những người trong đảng của ông đã từ bỏ ông trước khi có cuộc bầu cử ông lên làm thủ tướng của nước Anh hiện nay. Và tình hình nước Anh thực sự rất là rối rắm. Nhiều người nói rằng ông Boris Johnson chưa chắc có thể sẽ tiếp tục được giữ chức thủ tướng. Vừa rồi là bản tin sau cùng về thế giới sau phần thông tin thương mại. Mời quý vị trở lại với Hồng Hà và Mai Tuấn để nghe tiếp phần tin châu Á với một vài tin chính như sau. Động đất ở Indonesia. Trung Quốc dọa đáp trả Mỹ về dự luật Hồng Kông.